Hello, chào bạn nha, chào bạn đến channel của mình mà đến đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video mới. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nào để mà đăng nhập được tài khoản Google hay là tạo tài khoản của mọi người. Đầu tiên là mọi người bấm vào chữ đăng nhập phải không? Như bên mình đã đăng nhập rồi nên không có đăng nhập nữa. Nên mọi người bấm vào thêm tài khoản nha. Bên kia máy bạn các bạn ấy chưa đăng nhập á thì nó hiện lại bấm vô cái nào người ta nó hiện là chữ đăng nhập á, mọi người bấm vô giùm mình rồi bấm tạo tài khoản. Đây trong đại cái tên nào đó đi. Nguyên Thanh đi đó bà, chọn đại ngày tháng năm sinh nha mọi người. Đây mình chọn đại cái năm sinh. Không mà cái bòi mình lấy cái mật khẩu khác. Mọi người thấy ở đây là thêm số điện thoại phải không? Mọi người bấm tôi đồng ý nha mọi người. Mọi người bấm xem lại thông tin tài khoản của bạn. Rồi bấm này thêm nữa. Mọi người bấm cái này thêm nữa. Xong chúng ta đã tạo được một tài khoản phụ. Các dịch vụ của vậy chúng ta đã đăng nhập xong rồi đó mọi người. Mọi người ai mới biết về YouTube á? Nếu mọi người muốn coi video thì mọi người có thể bấm những video dưới đây nè mọi người coi. Có cái gì đây? Nếu mọi người muốn đăng ký kênh của mình á thì mọi người tìm cái từ khóa này. Bấm đây coi mà đây mọi người bấm đăng ký chỉ lắc cái chuông nữa tất cả đó video mình nè à. Mọi người nhớ lại video mình nha mọi người, bye bye mọi người nha.